Thì nói chung cái đồng hồ này á, nó chia ra những cái thang đo là những cái chức năng riêng biệt ha, những thang đo là những chức năng riêng biệt. Vì vậy ta sẽ không không thể nào bị nhầm lẫn được. Ta dần vặn nấc thang qua đúng cái vị cái đơn vị cần đo là chúng ta đo thôi, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Bạn hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ này, đồng hồ Zotac VC921. Thì đây là cái hộp của nó, ta được tặng thêm một cái cọng dây để người ta buộc vô tay cho nó hợp lý hay cho nó gọn. Đồng hồ này rất là nhỏ, bạn thấy là trong tầm tay mình luôn, rất là nhỏ luôn. Và chỉ bằng cái ổ điện thôi bạn, bự hơn ổ điện xíu. À. Ok ha. Thì có cuốn sách sử dụng bằng tiếng Anh nhưng mà thôi, mình hướng dẫn các bạn luôn, nó rất là dễ dùng, cực kỳ dễ cho những người mà mới vô cũng vẫn có thể sử dụng được nó rất cách thành thạo. Đây, đầu tiên thì nó rất là nhẹ. Phía sau rất là gọn, phía sau đó là cái pin, phần đáy pin đây. Hai viên pin AAA. Ha, đây. Và người ta phải mở lên ở đây. Đó, mở lên như vậy ha. Và khi chúng ta muốn tắt, chúng ta phải gặt nó về cái thang ốp để tắt. Còn nếu khi mà ta đang sử dụng phải không? Ví dụ như nè, chúng ta ốp lại thì sẽ không có được, nó sẽ không có khớp với cái này, không có gắn lại lại được. Đây là cái rất là hay. Nó để nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải tắt trước khi đóng lại nha. Nhưng mà đồng hồ này cũng có chức năng auto power up rồi, nghĩa là tự động tắt sau 15 phút không sử dụng nó sẽ tự động tắt ha. Ở đây là cái chỗ chúng ta gắn cái ấy này, cái cọng dây kia vô đây nè, gọn như vô tay cho nó gọn. Đồng hồ này thích hợp như cho những bạn mới và những bạn mà thường đi đem đồng hồ theo đi công trình hay đi sửa điện gì đó, thường là phải mang đồng hồ theo để đo, thì người ta dùng loại này thì nó khá là ổn, rất là dễ nhẹ. Đây là những cái thông số của nó nè. Ê, đo điện DC ấy, thì tối đa là 600V, điện AC tối đa là 600V, đo điện trở tối đa là 40 mA, đo tụ tối đa là 10.000 UF, 10.000 UF ha, nhớ kỹ ha. Rồi đo tần số tối đa là 10 MHz. Đó là những cái thông số cơ bản. Rồi nếu đo thông mạch á thì là dưới 50 ôm sẽ có chuông kêu. Đo diode thì từ 0 đến 1,5V. Rồi. Đây là một vài cái mặt trên trước đó nè. Mình sẽ tiến hành mình khi cái que nó sẽ được tích hợp sẵn vào trong máy luôn. Đây, que được tích hợp sẵn vào trong máy luôn. Chúng ta chỉ cần mở ra là chúng ta lấy ra luôn, không cần phải cắm que gì hết. Thì sẽ có một cái nhược điểm của nó là không đo được ampere. Nhưng mà mình thấy chức năng này cũng không có quá là rộng rãi nhiều sử dụng, người sử dụng chúng ta cũng không dùng tới cũng không sao hết ha. Rồi thì đầu tiên ta mở lên. Rồi, đây là những cái thang nấc cơ bản của nó nè, hai nút này, nút xanh và nút vàng này thì mình nghĩ là có thể là các bạn sẽ không dùng tới đâu, không cần phải dùng tới hai nút này đâu ha. Rồi đây là thang ốp là dùng để tắt. Thang V ngã thì dùng để đo điện xoay chiều, ví dụ như điện 220 là điện xoay chiều. Thang V mà có ba dấu gạch này thì dùng để đo điện một chiều, ví dụ như đo pin, ắc quy thì là điện một chiều. Thang này ôm dùng để đo điện trở ha, đo điện trở. Thang diode thì dùng để đo diode, rất là dễ. Thang chuông dùng để đo chuông, thang tụ dùng để đo tụ. Thang này dùng để đo tần số nè, HZ nè, tần số. Thì nói chung cái đồng hồ này á, nó chia ra những cái thang đo là những cái chức năng riêng biệt. Ha, những thang đo là những chức năng riêng biệt. Vì vậy ta sẽ không không thể nào bị nhầm lẫn được. Không thể nhầm lẫn được. Chỉnh qua là đo thôi, không cần phải chỉnh gì hết. Ta dần vặn nấc thang qua đúng cái vị cái đơn vị cần đo là chúng ta đo thôi, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Đó, rất là dễ dùng luôn. Thì đầu tiên mình muốn đo điện 220 đi, mình sẽ dặn qua đây một cái. Đó. Thì điện đang ở thang V ngã là để dùng dùng để đo điện xoay chiều. Thì các bạn có thể đo được được điện 220 ở cái mức thang này. Sẽ đo thử cho các bạn xem ha. Đây. Đây ra 216V ha. Đó, ra 216V bạn thấy không? Đó là điện 220 ha. Rồi, đó là điện 220, nó sẽ tự động nó nhận diện luôn, hiện lên cho bạn. Ví dụ bạn muốn đo điện pin. Ví dụ các bạn muốn đo pin đi chẳng hạn ha. Ví dụ các bạn muốn đo pin hoặc là đo ắc quy, pin với ắc quy thì cũng như nhau thôi các bạn. Đây mình có một viên pin 9V
pin này nó bị hư rồi, mình sẽ đo thử coi nó còn bao nhiêu volt. Hiện tại vặn qua bên thang V3 gạch để ta đo pin. Rồi, ta đo pin thôi. Đưa vô hai cực sẽ là 7,36V ha. Pin này đã hết rồi. Ta đo ngược lại. Ngược lại sẽ có dấu âm. Nếu người ta đo ngược cực sẽ có dấu âm trên màn hình. Đó. Rồi, vậy là ta đã đo hướng dẫn các bạn đo pin rồi. Giờ mình muốn đo điện trở đi. Bạn muốn đo điện trở thì các bạn phải chỉnh nó về thang điện trở. Đây một cái. Đây, thang thang ôm các bạn. Rồi. Mình sẽ tiến hành mình cái này ta thể dựng lên được được nha, dựng lên vậy nè. Đó. Dựng lên thì cái này nó hơi khó dựng một xíu. Rồi mình sẽ tiến hành đo điện trở cho các bạn coi thử. Thì đây là một con điện trở. Điện trở này là điện trở 1 kg các bạn ha. Đây, đỏ đen nâu 1 kg nè. Mình đưa vô mình đo thử coi nó ra nhiêu. Đây, nó ra 0,98 ha. 0,98 thì gần gần 1 các bạn. Đây, đơn vị là ca ôm, bạn nhớ chú ý đơn vị nha. Ca ôm thì 0,99998 nè. Thì nó là gần 1 rồi, nó là 1 kg đó. Rồi, thử một con khác coi. Rồi, điện trở khác. Ví dụ như con này đi. Điện trở 5 vòng mèo này đi. Ta thử coi nó bao nhiêu. À, tự nhận diện luôn nha, không cần phải chỉnh nấc gì hết. Đây nó ra là 9,8 ha. 9,8 k ôm ha. Thì con này sẽ là gần 10 kg các bạn. Con này là con 10 kg. Rồi. Như vậy là do đang chở rất là dễ đúng không? Ta đo diode. Đo diode để coi liquid biết coi diode sống hay chết ha, diode nó còn sống hay không à, nó đã chết rồi. Thì các bạn cũng đã biết á là led cũng là một loại diode đúng không, led cũng là một loại diode đó. Mình sẽ đo thử cho bạn xem. Đây thì led nó sáng lên nè và nó hiện đây là 1,8 nè, con nghĩa là chứng tỏ là con led này, con diode này vẫn còn dùng được. Thì chúng ta đo ngược lại, đổi chân lại thì nó sẽ không có cái hiện tượng gì hết, vì là ok diode vẫn còn tốt ha. Rồi đo thông mạch, chúng ta dặn vào một nấc nữa để đo thông mạch. Đây, các bạn nghe đó, các bạn nghe tiếng chu ha. Đó. Nếu điện trở của nó xuống năm dưới 50V thì nó sẽ thông mạch, dùng để đo kiểm 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 dùng để kiểm tra cuộn dây nè để coi bị đứt hay không á các bạn, dùng cái thang này. Rồi tôi phải quy vặn một cái nữa, dùng để đo tụ ha, ở đây để đo tụ, ví dụ như tụ quạt hay đồ ha, thì ta dọn dặn qua bên đây, qua bên cái thang này ha. Rồi mình sẽ lấy một con tụ cho bạn đo thử các bạn xem. Đây là một con tụ 33 ha, tụ tụ 33 UF. Mình sẽ đưa hai chân vô cho đúng cực ha. Rồi đưa cho đúng cực vô, đợi khoảng 5 giây, 1 2 3 4 5 đó. Thì nó hiện lên số 35 UF, thấy không? 35, nhớ coi đơn vị các bạn. UF ha, 35 UF. Đó. Thì tụ 33 ra 35 là hợp lý vì có rất nhiều sai số ha. Sai số của tụ nè, hoặc là sai số đồng hồ, nói chung là 33 mà ra 35 là hợp lý rồi ha, là ok rồi, ổn rồi, mình đo cái nào cũng vậy thôi. Rồi. Qua thang đo tần số nè. Tần số rồi. Thì chúng ta đưa hai que vô ổ điện ha. Đó, ra đo tần số cho bạn coi. Đây 50 Hz ha. 50, không ha, 50 50,08 Hz ha. Chung là 50 Hz đó các bạn. 50 Hz. Rồi, như vậy là ta đo được tần số rồi. Rồi. Ok. Vậy là đơn cái đồng hồ này cũng rất là dễ sử dụng đúng không? Chúng ta vặn qua nấc nào thì chúng ta đo chức năng đó thôi là được ha. Rất là dễ để sử dụng. Còn nhớ nút bên đây á, nhưng nút trên đây mình nghĩ là bạn cũng không cần phải dùng tới nút này đâu, ha, không cần dùng tới nữa. Vì nó cũng không có gì nhiều ha, nó tự tại vì đồng hồ sẽ tự động nhận dạng này, không cần chỉnh gì hết, không cần vận dụng tới những nút chỉnh nữa. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thấy hay nhớ like, subscribe cho mình. Rồi, chào các bạn.